hôm rồi đó, cái địa đạo đó nó bao gồm tất cả những cái gì thuộc về có hình thức, nó thuộc về vật chất đều gọi là địa đạo cả. Chữ đại có nghĩa là nó phổ biến cùng khắp cả trong cái vũ trụ này, chỗ nào cũng có nó hết, cho nên gọi nó là đại. Bây giờ nói tới chữ thủy nè, tới thủy đại nè, do thủy Lực Quan đồng tử đứng về cung kính chắp tay bạch Phật rằng: tôi nhớ hằng xa kiếp trước có Đức Phật ra đời, gọi là Thủy Thiên. Thủy Thiên tức là cái nước, nước khắp cả trời đất. Thành ra Kinh Lăng Nghiêm này nó là tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bản nguyên, châu biến pháp giới, tùy tướng thanh tâm, ứng sở tư lượng, quần nghiệp phát hiện. Thủy là chân không, mà cái chân không trong vũ trụ đó là thủy, là chân thủy. Nghĩa là trong vũ trụ khắp cùng chỗ nào cũng có nước. Thành ra là khi nào ta cần nước thì là có thể tạo cái nhân, cái duyên để cho nó có nước để người ta dùng. Nhưng mà sở dĩ mà nó khắp cùng pháp giới, nó phổ biến khắp mọi phương mà nó không nập lục, không làm chết chóc tất cả mọi loài mọi vật, là vì cái tánh của thủy nó thanh tịnh bản nhiên. Thanh tịnh cho nên là khi nào cần thì là nó sanh khởi, còn không cần là nó không có sanh khởi. Từ ra một cái số mà thủy, mà cái thủy này nó sinh ra cái thứ thủy, cái thứ nước mà cụ thể rồi, chẳng hạn như là nước lục của đồng bằng sông Cửu Long đó, cái nước đó nó không phải là cái tánh, nó không phải là chân không nữa, mà nó đã hội tụ lại, do nhân duyên nó hội tụ lại, nó thành ra cái nước cụ thể rồi. Cái nước đó không phải là cái nước thể tánh, mà là cái nước tướng, cái nước bằng hình tướng, cái nước cụ thể. Còn cái nước mà gọi là thể tánh của nước đó thì là khắp cùng pháp giới. Cũng như lửa nè, cái lửa này là cái lửa cụ thể, lửa tướng nè. Còn cái lửa tánh là khắp cùng pháp giới, ngay cái chỗ mà tất cả các vị ngồi bây giờ là đều có lửa hết. Nhưng mà vì cái tánh lửa nó thanh tịnh bản nguyên, cái lửa tánh nó thanh tịnh cho nên là khắp cùng pháp giới vậy. Chỗ các vị ngồi ở trong cái không gian này, chỗ nào có lửa nhưng mà nó không có đốt chết người ta. Đó là tánh của lửa là vậy đó, cái tánh của nó thanh tịnh, nghĩa là nó không có đốt cháy ai, chẳng hại ai. Còn cái lửa mà tướng đó, tướng lửa đó thì như lửa này là do nhân duyên hội tụ lại nó thành cái tướng lửa, thì cái lửa này là đốt chết nè. Cũng như tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thủy mà nước mà người tánh á, thì là nó khắp cùng pháp giới, nó không nhập lục ai hết, không nhận chìm ai hết. Nhưng mà về cái tướng của nước á, là đồng bằng sông Cửu Long giờ đó, nó duyên khởi, nó hình thành ra cái nước đó là thuộc về tướng thể, thì không có làm chết ai, khắp cùng pháp giới. Tướng thì nó trải cùng tướng cũng có thể trôi xuống thân người chết người. Còn dung của nước là làm cho cây cối tư nhuận, làm cho con người tắm mát, làm cho con người uống để mà bồi dưỡng cơ thể. Có cây hoa lá cũng nhờ nước mà sống được, mọi vật trên thế gian cũng nhờ nước, mà cái hơi nước và nước mà nó được dùng. Thành ra là nó có thể tướng và dựng, thể được cách khắp cùng pháp giới, không có chỗ nào không có nước. Nhưng mà vì cái tánh nó thanh định cho nên nó không có hại ai. Vì khi nào đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh, theo nghĩa chúng sanh mà phát hiện, thì lúc bây giờ nó hiện ra cái nước là thành ra cái bằng tướng
tới nước. Mà tới nước thì có thể là nó tụ lên núi, nó chảy xuống thành suối, thành sông. Và nếu mà nắng nhiều quá ở đâu các cái miền Bắc Cực chứ Nam Cực mà nắng nóng nhiều quá là cái nước đó nó có thể nó tan ra, nó xuống biển, nó xuống sông rồi nó ngập lụt á. Còn cái dụng của nước thì để dành cho người ta uống, người ta tắm rửa, để tôi nhận cỏ cây qua lá. Lửa này như vậy, tắm lửa thì phổ biến khắp cùng pháp giới, chỗ nào cũng có. Nhưng mà tướng lửa thì là do có điều kiện, có nhân viên nó mới hội tụ thành ra lửa này là lửa tướng. Còn lửa dụng là để dành cho sự ấm, để nấu ăn. Nó mới tiếng đại á. Quả đại hay là thủy đại hay địa đại, phong đại, cái đại đó là cái nói về lửa, đất, nước, gió, lửa mà không việc tánh, không việc thể tánh. Cho nên là nếu như trong cái không này nè, mà nếu mà thật sự trong đó không có lửa đó làm quẹt này cũng không cháy đâu. Tại vì nó có cái tánh lửa bản nguyên thanh tịnh trong cái sẵn rồi, cho nên là khi mà tạo điều kiện nhân viên về quẹt thì nó mới cháy, là vì trong cái này nó có dưỡng khí mà. Mà dưỡng khí dòng nguyên nhân để có lửa đó. Và nếu mà cái học quẹt này mà đi cái chỗ nào mà cái hang nào thật sâu mà không còn dưỡng khí nữa đó thì là có quẹt cũng không cháy. Nghĩa là chỗ đó không có lửa. Thì nước nó cũng như vậy. Tôi nhắc cái câu này đại chúng để ý nè. Tôi nhớ hàng xa chút trước có đức Phật ra đời hiểu là thủy thiên, như thế thì là Phật là vô thủy vô chung, lúc nào cũng có Phật, đời nào cũng có Phật. Và như là Bồ Tát mà Nguyệt Quang này, Nguyệt Quang đồng tử này đó thì đã từng có sanh diệt, diệt sanh từ vô lượng hằng xa kiếp trước. Bây giờ để thành đó là cái địa vị Bồ Tát mà làm đệ tử Phật Thích Ca mình trình bày sự việc này là không phải là mới có đột xuất ngẫu nhiên gì hết. Nói tới đó rồi ta nhớ cái thân phận của chúng ta cũng vậy, không phải là nó ngẫu nhiên mà nó mới có trong đời này, nó không phải là cái hiện tượng đột xuất mà nó là sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực. Vì vậy cho nên là cái chết của chúng ta chẳng có gì, không có mất mát gì đâu. Rồi cái học hành đạo Phật của chúng ta ngày nay cũng không có mất cái nhân này nè. Cái nhân này nó cứ nó nhân lên mãi 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 cho tới cái ngày nào thành vô lượng bồ đề, không có mất gì hết. Mà cái nhân trí tuệ mà học Phật mà đã không mất thì là cái nhân mà nếu mình làm những cái điều bất thiện nghiệp nó cũng không mất y như vậy. Không có cái gì mất. Từ cái hành động thiện đã không mất thì hành động ác cũng không mất. Vì vậy mà người đệ tử học Phật thì người ta rất là sợ nhân và quả. Nó truyền kiếp nó còn mãi. Cũng như cái lửa này bây giờ này về đây nè. Đó, buông ra về rồi nó không phải lửa nó mất nè. Mà nó là hòa tan ở trong cái vũ trụ bao la này. Rồi đủ nhân duyên là nó hội ngộ lại, nó thành ra cái lửa này. Cái này lửa này cháy cũng không phải là vì cháy mới có lửa. Mà khi mà tắt về cũng không phải là cái lửa này mất đâu. Do vậy mà cái chuyện tu hành của mình không có chuyện gì phải vội vã. Còn sự sinh diệt, chết sống của mình cũng không có gì đáng khiếp sợ lắm đâu. Nếu mà mình ngộ được chân lý thì không có gì đáng sợ. Sanh rồi thì phải diệt, mà diệt là đủ điều kiện, đủ yếu tố, đủ nhân duyên trở lại sanh, vậy thôi. Mà ngày nào mà phát khởi cái lòng tin vững chắc như thế thì là cái cuộc sống của ngày này là nó có một cái sức tự tại một sự giải thoát an lành, không có hãi hùng, không có sợ sệt. Đức Thủy Thương Như Lai dạy các Bồ Tát nên quán về nước để mà nhập tam ma đề. Như Lai là vô số phương tiện. Có những chúng sanh nào cần dạy quán về nước mà để thành tựu được chánh định thì dạy quán về nước. Có những lúc các Như Lai dạy quán về lửa, về tánh lửa. Có lúc các Như Lai dạy quán về tánh đất.
Có lúc Đức Như Lai dạy quán về tánh gió, có lúc Như Lai dạy quán về tánh không, vân vân. Tùy theo cái căn cơ của mọi người mà cái nào cũng là cái dữ kiện để mà chứng quả thành đạo, được giải thoát giác ngộ hết. Vì vậy mà lục tổ Huệ Năng mà thành tựu một cái chân lý, đúc kết cái chân lý câu Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Lẽ ra thì là lục tổ Huệ Năng nói không được gọi là kinh, nhưng mà vì lục tổ Huệ Năng nói đúng chân lý cho nên được gọi là kinh. Bởi vì thì lục tổ Huệ Năng là cấp Phật lâu xa, mà được gọi là kinh là không phải là chuyện đơn giản, là vì tất cả những cái lời dạy đó tuy nguyên nó ra là nó hợp với cái chân lý của Phật dạy, vậy mà gọi là kinh pháp bảo đàm. Ngài nói rằng là Phật pháp ở trên thế gian này thì giác ngộ của những người hành đạo, học đạo, chứng đạo không rời bỏ thế gian này mà có được sự giác ngộ giải thoát nào hết. Nếu người nào mà hy vọng rằng là phải rời bỏ thế gian này mới được sự giác ngộ, mới được sự giải thoát, là người đó là tìm cái đạo mà họ hy vọng giống như là tìm lông rùa sình thỏ vậy, không bao giờ họ tìm có. Mà chia ra cái bài kệ bốn câu đó rất là chân lý, bằng cớ là Đức Phật Thích Ca cho chúng ta thành vô thượng bồ đề và có vô thượng niết bàn, đâu phải rời bỏ thế gian này. Phật Thích Ca thành Phật đâu phải là thành bằng cái hồn, cũng không phải là sau khi chết rồi mới bay qua một thế giới xa xăm nào mới là thành Phật được Phật. Cho nên là cái câu nói của tổ nhưng mà nói đúng chân lý rồi nó thành ra kinh, mà nó thành ra khước kinh, tức là nó hợp với chân lý. Vì vậy mà tôi luôn luôn nhắc cái đại chúng là đừng bao giờ có cái ảo tưởng là sau khi chết rồi mình mới chứng đạo, sau khi chết rồi mình mới có được niết bàn. Những người nào, bất cứ là người nào mà nói rằng là niết bàn là cái cảnh giới xa xăm rồi sau khi chết rồi mới được sanh về cảnh giới niết bàn, là đều là ông đó không có nên tin. Ông đó là không phải đệ tử Phật, là gì? Người đó không hiểu Phật pháp. Người sống mà không có giác ngộ chân lý thì chết cũng vậy thôi. Sống mà không có được an lạc giải thoát, không có niết bàn thì chết cũng vậy thôi, không có hơn gì nữa được hết. Còn ví dụ như là trên cái quá trình mình tu tập về nè, mình học mình bồi dưỡng chân lý, bồi dưỡng trí tuệ nè, hiện giờ nó có trí tuệ thì nó cái sự nhận thức chân lý của mình đó, nó sáng tỏ, nó đúng đắn, sống đúng chân lý, đúng hợp chân lý, thì tự nhiên là cái phiền não, cái vô minh của mình giải tỏa từng bước một, và từ cái giải tỏa phiền não vô minh đó mà mình có được cái niết bàn từng bước một. Từ niết bàn hữu thượng, tức là có mức độ, thì tới niết bàn vô thượng, là từ mình trong cái đời sống hiện tại chứ không phải chờ khi chết mới được niết bàn. Cho nên là qua mấy mươi năm mà nghiên cứu Phật học rồi đó, tôi thấy ví dụ như Đám Ma, các vị tôn túc người đi Đám Ma viết những cái tấm hoành, những tấm trướng ha, là để nào là liên qua pháp chất, nào là để ngộ vô sanh nhẫn, liên qua pháp chất, hay là giảng sanh lạc quốc. Thành thật mà nói những cái chữ đó bây giờ thì hồi nhỏ tôi còn không biết, tôi còn tin, cho bây giờ những chữ đó bây giờ thì hoàn toàn là đối tôi là không còn tin tưởng nữa được. Theo giáo lý Đạo Phật, giáo lý Đạo Phật người ta không phải là chết rồi cái hồn của mình mới là thoát giá vào thành ra cái thai ở trong cái hoa sen, ở cái nguyên trì hải hội của cảnh giới cực lạc. Nói vậy là học Phật cạn cực, không phải chết rồi mới liên quan pháp chất. Liên quan pháp chất có nghĩa là giá cái
cái thai của mình, cái thánh thai á, gió cái linh hồn của mình ở ở trong cái hoa sen á, mà tưởng tượng rằng cái hoa sen đó là của cái nguyên từ của cảnh giới cực lạc. Thành ra hiểu như vậy là giáo lý làm cho giáo lý đạo Phật nó thành ra một cái thứ quan đường không tư hư tưởng, không đúng. Mà giáo lý đạo Phật là mọi người hiện giờ là đều là liên quan pháp chất thấp, mọi người hiện giờ là sen cả, các vị là hoa sen đấy. Chẳng qua là sen nở toàn diện, là sen đó là sen của Như Lai Thế Tôn, sen nở 80-90% là sen của Bồ Tát, sen nở 50-60% là sen của A-La-Hán, sen mà vừa khỏi mặt nước là sen của tứ quả thanh văn là A-La-Hán, còn sen mà còn ở dưới mặt nước là sen của Phàm Phu, chứ cũng là sen hết. Bởi vì cái hoa sen á là tôi biểu cho là cái hoa mà nhân và quả đồng một lúc, có cùng một lúc, gọi là cái loại hoa nhân quả đồng thời. Đức Phật mà đạo Phật mà lấy cái hoa sen mà để tượng trưng để tôi biểu đó, Đức Phật mà kêu bằng Thế Tôn nhân hoa mà ca giúp di tiếu đó, Đức Phật cầm cái hoa sen đưa lên mà ông ca giúp mỉm cười đó, là có cái mật ý ở bên trong là Đức Phật cho biết rằng là tất cả mọi người là sen hết, trong đại chúng không ai biết ý gì. Ông ca giúp mỉm cười là có nghĩa là ông đạt được cái chân lý đó, cái mật ý mà Phật đưa ra cái hoa sen đó, nghĩa là các ông dù là hoa sen bất ha, nhưng mà các ông vẫn là sen đây. Thời gian sau hoa sen này có thể nở 50%, nở 90%, nở 99%, vẫn còn là địa vị Bồ Tát, mà nở 100% tức là thành Như Lai vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Cho nên mọi người là liên quan hết hết cách hết chứ, mọi người là ở trong hoa sen rồi hết chứ. Chẳng qua là hoa sen còn nếu mà nó vượt lên khỏi mặt nước thì là hoa sen đó là tôi biểu cho hàng A La Hán chúc đi tam giới, ra khỏi cái kiến hoặc tư hoặc, ra khỏi được cái nguyên nhân của luân hồi sinh tử. Còn như phàm phu thì cũng là sen, nhưng mà cái bông nó còn ở dưới nước, ở dưới bùn dưới nước á, nhưng mà nếu mà xéo nó ra đó, xéo cái thật xéo á, thì là cánh sen này, nhụy sen này, gương sen này, hạt sen này vẫn có y nguyên như cái hoa sen đã nở toàn diện, chẳng qua là gì nó còn ở dưới nước mà chưa ngón tay cái vậy thôi, nó nhỏ thôi, nhưng mà qua cái tiến trình mà phát triển của nó là tới ngày nào đó nó cũng nở toàn diện như là cái hoa sen nở, nó bay ra cánh sen, nhụy sen, gương sen và hạt sen, thành hoa sen nở toàn diện là hoa sen của Phật, tư biểu tượng trưng cho Phật. Thành ra mọi người đều là liên quan pháp chất hết, chứ không có thể mà chết mới đem cái tấm đó gọi là liên quan pháp chất, cái hồn mới sanh về cõi dưới nước cực lạc, mới chung ở trong cái hoa sen mà ở. Nói như vậy là nói dị thị cũng nít, chứ còn những người trí không ai nghe đâu. Người trí là phải nói mọi người hiện giờ là sen hết, nói được bao nhiêu phần trăm là tùy theo cái sự tu tập đoàn từ thiền não vô minh của người đó. Thành ra thành Phật không phải là thành bằng cái hồn. Cái cảnh giới gọi là cảnh Niết Bàn không phải là ở đâu xa xăm gì hết. Đức Phật Thích Ca là một vị Thái tử, khi thành Phật rồi cũng vẫn là thành Phật bằng cái thân của vị Thái tử. Và trong cái lúc mà thành được Vô Thượng Bồ Đề thành Phật, được có Vô Thượng Niết Bàn cũng là cái thân Thái tử còn đó, chứ không phải bằng cái hồn. Cho nên là nghe kinh người ta giảng sai không biết bao nhiêu mà kể, làm cho người đệ tử Phật gửi gắm tâm hồn ở nơi cái cảnh phiêu phiêu thưởng thưởng mà không bao giờ có hợp hiện thân được và không hợp chân lý được. Cái này khó dữ lắm mà không biết làm sao mà giải tỏa được cái ý nghĩ sai lầm đó cho nhiều Phật tử lắm, không có được học Phật và nghĩ sai hết đạo Phật.
Cho nên là theo cái quan điểm của đạo Phật là tu không có gì vội vã. Cứ làm sao mà nghĩ lầm, nói lầm là trong đời sống mình có an lạc, có tự tại, có giải thoát. Cứ như thế mà tiến, mà đi, mà sống. Sống bao nhiêu đời nữa cũng không được, không có chuyện gì quan trọng hết. Tức như là người đều tự phải hiểu rằng là sanh và diệt, diệt rồi để sanh lại. Mà cái nhân của mình bây giờ cởi mở thì cái nhân của đời sau mình cởi mở hơn nữa, cứ nó nhân lên. Bây giờ từ từ mà nó giải thoát, từ từ nó giác ngộ. Chứ có muốn mau không có được đâu. Còn làm ăn, còn là gia duyên ràng buộc ở trong gia đình mà đòi thành Phật mau với một cái ước vọng tha thiết cầu nguyện, không bao giờ được, đừng có làm cái đó mất công. Dựa vào cái chuẩn là đoạn từ kiến hoặc và tư hoặc, tức là tham sân thi mạng nghi, thành kiến nghiên cứu bài kiến chuyển đổi với cấm thủ, đó là cái chuẩn. Người nào mà đoạn từ được cái đó là người đã thành được quả là hớn, gọi là không còn ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc nữa. Tức là người đó có một sự an lành, một sự giải thoát mà nó khác hơn là cái người thường, gọi là phàm phu. Cái chuẩn đó mà mình là không đoạn từ được thì khấn nguyện gian sinh cỡ nào đều là luống công vô ích mà thôi. Cả đã cách vị Bồ Tát đều gọi là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, người ta đâu có cần cầu thành Phật mau đâu. Vì có muốn cầu cũng được chứ mà. Học thì phải từ lớp 1 rồi lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, tới lớp 12, rồi tới lớp rồi lên rồi đại học, rồi năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, lần lần lên chứ không học gì hết rồi mà ngừng ở chỗ cái lớp 5 nó rồi cầu nguyện cho mình được thành là kỹ sư, là bác sĩ, là thạc sĩ gì đó, tiến sĩ gì đó. Cầu cái gì được mà cầu. Thủy Đương Như Lai dạy các Bồ Tát nên quán về nước để mà nhập tam ma đề. Phật dạy quán cái tánh nước không gì lấn cướp làm cho mất hẳn được. Tánh nước không có cái gì làm cho nó mất hẳn được. Từ nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước tiểu, nước tâm dịch trong châu thân đều quán một cái tánh nước đồng nhau. Tánh nước trong tự thân cùng tánh nước các bể hương thủy phù trần dương khác của thế giới trong ngoài đồng nhau không thể khác. Lúc tôi thành tựu cái pháp thủy quán này, tôi còn thấy được cái tánh đồng của nước mà chưa thấy được cái thân không. Hồi bây giờ tôi là một tỳ kheo tọa thiền trong một cảnh thất, có một người đệ tử tưởng trông vào cửa sổ nhìn vào thấy toàn là nước. Vì khờ dại, nó liền lấy một cái miếng ngói ném vào rồi tự bỏ đi. Khi thực định tôi thấy cái thiên đau một cách lạ thường. Tuy nhiên ra duyên cớ, tôi bảo người đệ tử khi tôi nhập định trong thấy nước trong thất thì hãy vào nhặt cái miếng ngói mà ngươi đã ném ấy ra. Quả nhiên khi xuất định tôi không còn đau đớn nữa. Qua vô lượng kiếp sau tôi được gặp vô lượng Phật nhưng chưa chứng ngộ. Đấy, tôi vậy mà qua vô lượng kiếp sau còn chưa chứng ngộ nữa, gặp được vô lượng Phật mà còn chưa chứng ngộ nữa đó. Mãi đến thời Sơn Hải Vệ tự tại thông vương Như Lai thì tôi mới chứng được không thân. Không thân nghĩa là không còn chấp về cái bản ngã nữa. Cái thân này có nhưng mà coi nó thuộc về cái loại duyên sanh duyên diễn, không có gì đáng chấp mắt, đáng luyến tiếc và bảo vệ nó bằng cái kiểu như là cái người phàm phu mà thương tiếc bảo vệ và chấp mắt, gọi là không thân. Bây giờ tôi thấy rõ nước trong tự thân cùng với nước bể hương thủy trong mười phương thế giới đồng một tánh chân không, không sai khác. Cái người mà thấy chân lý thì là khi mà thấy được chân lý rồi là thấy nước trong thân này cùng với nước trong mười phương không có sai khác. Là đó là khi mà ngộ được cái chân lý, cái bằng một là tất cả là một. Ngộ và khi mà có ngộ rồi nó vậy đó.
nước miếng nước giải của mình đây là cùng nước trong mười phương là không có khác, một là tất cả là một. Vậy nhớ tới cái thân mình là thân địa đại này cũng vậy, là thân mình cùng thân người trên trên năm châu, trên cái quả địa cầu này cũng vậy, thân cái thân người á một là tất cả là một. Vì vậy mà Đức Phật thương tất cả chúng sanh mà không có phân biệt màu da chủng tộc, là do cái chỗ mà thấy tất cả là một, một là tất cả. Và do vậy cho nên là Phật ngồi một chỗ mà có thể nói những cái chuyện mà trên thế giới đều khi mà nghe mà phân tích ra đều là cái chân lý giống nhau, là vì sự thật trên cõi đời này một là tất cả là một. Giống như nước Việt Nam mình mà cũng có bão, cũng có lụt, cũng có người lành, cũng có người ác, cũng có kẻ trộm cướp, cũng có kẻ giết người, cũng có người tu nhân tích đức, vân vân. Trong cái xã hội của con người cùng với xã hội của nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh, nước Úc thì vân vân đều giống nhau hết. Ở nước Phật Sơn Hải Huệ tự tại, tôi được hiểu là đồng chân giữ vào hàng Bồ Tát. Nay Phật hỏi tôi nguyên nhân mà được viên thông, xin thưa do tôi quán cái tánh nước viên thông mà được vô sanh nhẫn. Đối với tôi thì cái pháp thủy quán là ưu việt nhất. Mỗi người nó có cái ưu việt. Vì này thì quán thủy là ưu việt, nhất quán đồng tử là thủy quán là ưu việt. Mà cái từ mà ngộ vô sanh nhẫn này thì đại chúng để ý là mình phải tập thôi. Ngộ vô sanh nhẫn tức là vô sanh pháp nhẫn, nghĩa là chúng ta phải tập nhìn tư duy quán chiếu nhìn dạng pháp vô sanh. Mà khi mà nhìn thấy dạng pháp vô sanh được thì đồng thời cũng thấy dạng pháp vô diệt. Thế thì nhìn bằng cách nào? Tôi nói ví dụ như cái bông này. Cái bông này mà phải nhìn thấy được cái tánh vô sanh của nó. Dù là hiện thực là nó sanh hay là nó có cái cây cúc, cái cây đồng tiền hả? Cái hoa này hoa gọi là hoa đồng tiền. Hoa này là hoa cúc xe mít hả? Thế thì là có cái cây sanh ra cái cây, rồi sanh ra cái hoa, là người ta thấy có sanh chứ gì. Rồi khi mà cái cây nó chết thì cái hoa này nó tàn, nó héo nó tàn thì ta thấy nó diệt đó mà. Nhưng mà cái thấy đó là cái thấy thiển cận của người thường đó. Còn những Bồ Tát mà ta tu ta ngộ được vô sanh đó là khi sanh này người ta ngay trong lúc nó đang sanh nè, nó đang tồn tại, nó đang tốt đẹp vậy nè, ta thấy nó là trong cái sanh đó nó có cái diệt ở trong rồi. Vì vậy mà mình nhìn vào bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn của Bồ Tát á, là ta không có tham nóng nặng nề như người phàm phu chúng ta đâu. Ta thấy ngay từ lúc mạnh sinh, ngay lúc nó tồn tại này là ta thấy cái nguyên nhân tan rã hư hoại của nó. Và trong cái lúc mà nó tan rã hư hoại thì Bồ Tát là dùng tuệ nhãn mà nhìn, Phật dùng Phật nhãn mà nhìn thì không có đau buồn khổ sở, vì ta biết là nó hư hoại rồi nó sẽ sanh lại. Nó sẽ sinh lại chứ không có mất, chẳng qua là hiện tượng nó quy về bản thể, rồi từ bản thể nó duyên khởi, nó hình thành ra hiện tượng. Rồi hiện tượng là nó héo úa, nó tàn phai, cái hiện tượng đó nó quay về bản thể. Vì vậy mà cái chuyện sinh để rồi diệt, diệt để lại sinh, sinh sinh diệt diệt, chuyện đó đối với tuệ nhãn của Phật rồi của Bồ Tát, Phật nhãn của Phật không có gì quan trọng, cho nên không có đau khổ như người phàm phu. Người phàm phu mà khi thấy hoa này nó héo, nó úa, nó tàn, tiếc nuối ghê gớm lắm. Nhìn vào cái thân mà thấy nó già, nó bệnh, nó chết là tiếc nuối đau khổ ghê gớm lắm. Cái nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn là cái chuyện nó bình thường. Cái đó là phải tập như vậy đó mới gọi là ngộ vô sanh. Nói một cách đơn giản là nhìn các pháp sanh không thật sanh. Dù nó đang sanh, nó đang phát triển, mà nhìn bằng tuệ nhãn của Bồ Tát, nhìn bằng Phật nhãn của Phật, thấy nó dù nó đang sanh mà không thật sanh. Vì biết nó không thật sanh cho nên dù nó đang diệt mà cũng không sợ rằng nó thật diệt.
Mà sự sanh diệt đó là sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Hiểu được cái chân lý đó rồi các vị sẽ thấy các vị khác hơn là người thường đó. Cho bằng ngộ vô sanh là vậy đó, ngộ cái chân lý. Pháp nhẫn vô sanh nghĩa là tự mình cảm nhận cái chân lý dạng pháp sanh không thật sanh và diệt không thật diệt. Do đó mà nó nhẹ lắm, nó không có cái đau khổ. Thành ra làm gì thì làm, mà phải nắm được cái chân lý đó. Nhưng mà nói đúng là nắm cái chân lý đó thì khó làm giàu lắm đó nha. Chỗ đó là cái chỗ khó đó. Nó khó là cái chỗ đó. Cái người mà thấy được cái chân lý mà sanh không thật sanh, diệt không thật diệt đó. Thế thì cuộc đời người ta nhìn nó là như thanh như biển rồi. Thì làm mà làm chơi, ăn chơi, vui chơi, nói chơi, cười chơi, sống là sống chơi, không sống được nữa là chết chơi, có chuyện gì quan trọng. Mà chết chơi rồi sau đó ta biết rồi là cũng sanh lại cũng chơi. Sống chơi là cũng làm chơi, ăn chơi, ở chơi, mọi thứ đều chơi hết, nghĩa là coi như đồ cái trò đùa. Thế thì là cái nghề này khó mà làm quan lớn, khó mà làm giàu có lớn. Mà không muốn biết bàn là phải vậy thôi. Muốn có biết bàn là phải vậy thôi. Chính cái đó mới là nguyên nhân của nước bàn. Không có gì hết mà có tất cả. Có tất cả mà không có gì hết. Cũng như Đức Phật đó, không có gì hết mà có tất cả. Cái gì ngài coi cũng như cửa ngài hết. Mình thân ngài nghĩa là khi mà kể từ cửa ngài mình làm một việc khắc kỷ thì khắc thực rồi là không có gì hết. Mà cái gì trên thế gian này ngài coi như cửa ngài hết là có tất cả. Bởi vì ngài không có chấp là cái của ta. Có tất cả mà coi như không có gì hết. Của ai cũng được. Thành ra cái đó là giống như cái trạng thái của cái bàn tay mà. Cái bàn tay này không có nắm gì hết thì mới nắm được. Nắm từ món một nắm được hết à, nắm được hết từng cái một, cái gì cũng nắm được. Là tại vì nó không nắm cái gì hết. Còn nếu mà nó nắm một cái về rồi á, rồi thôi hết rồi, không còn nắm được cái gì nữa hết rồi. Đó. Anh nắm từ khi một cái rồi là không nắm được, không cần nắm được cái khác. Thành ra cái đạo lý của đạo Phật nó có cái khó đó. Cái triết lý nó sâu xa mà nó khác với cái người thường như vậy mà khó tu. Cho nên là những cái người Phật tử tại gia là mình cứ bồi dưỡng tu theo cái kiểu từ từ nhân thừa lên tới thiên thừa, chứ đừng có đòi đòi thành Phật gấp. Đòi thành Phật gấp cũng có đòi cũng không được là vậy đó. Là vì mình chưa có thể là tập cái tánh mình như cái bàn tay được. Không nắm gì hết mới là nắm được tất cả mọi cái. Trong khi mình là người phàm phu mình còn nắm mà. Mình nắm người vợ mà, ai động tới người vợ này là chết. Nắm người chồng mà. Người chồng với vợ là nó kháng chết nhau rồi, của tôi mà. Rồi từ nhà cửa con cái sự nghiệp của tôi thì nó đã có cái của rồi là coi như cái tay mình đã nắm rồi là không nắm nhiều cái được đâu. Do vậy cho nên là cái chuyện tu hành là tiệm tiệm mà tiến, từ từ mà đi lên chứ đừng có vội vã. Người nào mà khuyến khích mà các thầy Phật tử mà vội vã mà mau thành A La Hán, mau thành thật đó là người ta nói để mà người ta vũ khí á, chứ không có mau được. Bây giờ do thông đại mà được viên thông nè, được chứng quả nè. Ngài Lưu Ly quan pháp dương tử đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: tôi nhớ lại hàng xa kiếp trước có Phật ra đời là vô lượng thanh, cũng hàng xa kiếp trước à. Ông này như ông nói, ông Bồ Tát nào cũng nói vậy thôi à.
Nghĩa là Vô Lượng Thanh Phật khai thị cho các Bồ Tát về bản giác diệu minh. Khai thị cho các Bồ Tát về bản giác diệu minh. Ê nè, cũng như là bây giờ tôi nhắc cái đại chúng nè, tất cả các vị là cái bản giác của các vị vốn là nhiệm màu, vốn là sáng suốt đó nha, gọi là bản giác diệu minh. Bản giác tức là cái giác tánh sẵn có của các vị. Học đạo Phật là phải hiểu như vậy. Đừng bao giờ tự khinh mình nha. Mình khinh mình là sai á. Mà mọi người ai cũng có cái bản giác, tức là cái giác vốn có của mình. Mình chính mình là cái ai cũng có cái giác tánh vốn có. Và tự nó sáng suốt, tự nó nhiệm màu. Vì vậy mà cái ngày mà mình chứng được đạo quả cỡ nào đó là chẳng qua là cái ngày đó mình trở về, mình tiếp nhận lại phù hợp với cái bản giác diệu minh vốn có của mình, chứ không phải là cái mới ở bên ngoài mà nó có đâu. Cái chỗ này là cái chân lý này là phải học hoài, mà chừng nào người nào mà chưa ngộ được cái đó là phải học nữa, phải tư duy nữa. Cho nên là cái ngày mà thành đạo, bất cứ là thành gì, thành Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Viên Giác, Bất Kỳ Phật, Bồ Tát gì, đều là mình trở về đó. Mình trở về trên đường về nhà mình đó, mà nó tới gần hoặc tới xa, tới cao, tới thấp. Cái mức độ tiến đất cao thấp đó là giống như trên đường mình về nhà mình mà còn gần hoặc còn xa vậy thôi. Chứ không phải là cái mình mới có. Bởi vì mọi người là có cái tính giác diệu minh. Chỉ diệu có nghĩa là màu nhiệm, chỉ minh là sáng suốt. À, mà mọi người đều có cái tánh giác. Đây có nghĩa là các vị không có bị phiền não, bị vô minh, không có cái tánh vui mừng, buồn giận, thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu. Cái đó không phải là cái của các vị đâu. Tham sân si mạng nghi, ác kiến vân vân. Cái đó không phải là của các vị. Mà tâm tánh của các vị là cái tánh giác vốn có, hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn thanh tịnh. Đó, Phật khai thị vậy đó. Khai thị cho các Bồ Tát về bản giác diệu minh, dạy các Bồ Tát quán thế giới và chúng sanh đều do sự vận động của sức gió, của sức gió vọng duyên chuyển biến mà hình thành. À, tất cả mà chúng ta đây là do cái sức gió vọng duyên đó, do cái gió vọng duyên mà nó hình thành đó. Cũng giống như là cái nước biển mà nó ào ạt, thậm chí nó thành cột nước để nó đánh lên, nó gọi là sóng thần, nó ngập lực của người ta đó. Là do cái sức gió vọng duyên á, mà nó thành ra những cột nước, thành ra những cái đợt sóng thần, nó cuốn nhà cửa của người ta đó. Là do cái gió vọng duyên. Bởi vì sao gọi cái gió đó là gió vọng duyên? Là vì cái gió nó không có thật. Nó cuốn trong vòng mấy phút đồng hồ, mấy giờ đồng hồ, sập nhà sập cửa anh ta vậy á, rồi nó tan đi á, thì là đố ai tìm cái gió đó là cái gì, là cái gốc của nó là ở đâu? Không có. Nhưng mà khi mà nó cuồn cuộn, nó thổi, nó làm cho nước biển trào lên thành cột nước, thành cái dòng á, thành sóng thần, à thì nó làm cho người đắm thuyền chìm, thậm chí cào cả nhà lầu, cả xe hơi người ta mới cuốn đi thăng xuống biển đó. Gọi là cái đó là gọi là sức gió vọng duyên, nó sanh ra cái đợt sóng thần như thế. À, nhưng mà rồi là nó rút đi, nó tan biến trong vòng mấy phút hồ thôi. Thế thì là cái con người của chúng ta đây là cũng do cái vọng duyên đó, cái vọng nghiệp đó, nó hình thành ra cái con người này. Con người bằng nghĩa là địa thủy hỏa phong không kiến thức mà hội tụ lại, nó thành ra con người. Mà nó thành ra con người này thì có người thì được 30 năm, có người 40 năm, 50 năm, 60 năm, có người mà cao nhất là 80-90 năm, chứ còn 100 tuổi gọi là bách tế, viết kỳ hy đó thì khó kiếm trên đời này lắm. Và nếu còn đi nữa thì là cũng là què, hoặc cũng là ngoặt ngoẹo, cũng là cực khổ vô cùng. À. Cho nên là cái vọng duyên, cái sức gió vọng duyên đó, nó hợp lại cái việc lực vọng nghiệp của mình. À. Mà nó vận thành ra cái thân hữu lậu này. Không có bao lâu so với cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này là một cái hiện tượng rất là mộng. Tại mình không biết, mình thấy nó thiệt, nó thật là nó một hiện tượng rất là mộng. Mà do cái gió vọng duyên, nó thúc đẩy những cái nghiệp, cái vọng nghiệp, để nó tạo thành ra cái thân tứ đại vô uẩn này cũng rất là mong manh.
Rồi tại mình thấy nó thiệt, là tại vì mình không có nhận thức được cái chân lý. Chứ cái bản ngã này đâu có thật gì đâu, nó là vô ngã. Bởi vì nếu nó thật ngã đó là mình phải chủ tể nè, nó phải thường nhất nè, phải bất biến nè, phải tự chủ tự tại nè. Nhưng mà trên đời này có ai là người là về tự chủ với bản thân mình, ai tự tại được bản thân mình, ai mà giữ gìn cái thể chất mạnh khỏe bất biến của mình được? Vì vậy cho nên thân người này nó vô ngã. Mà vô ngã là chẳng phải là cái vọng duyên nó tổ hợp nó hình thành là cái gì. Cho nên là cái học đạo nhìn thấy bằng cái tuệ nhãn nó khác hơn người thường. Và tất cả đều là vận động do cái sức gió. Sức gió vọng duyên này nè, cái biết cái vọng duyên là cái chuyển động này nè. Là để nói lên là cái duyên mà nó thúc đẩy nó hình thành cái thân này là rất là vọng. Cũng giống như là cái duyên mà nó làm cho sóng thần, nó làm cho những cột nước mà cuốn thân nhà cửa thiên hạ ập lên trên bờ cao mấy thước, là cái sức gió là vọng, vọng duyên đó. Chứ nếu mà hình thành riêng tôi lúc bây giờ, tôi quán không gian an lập, quán thời gian trôi đi mãi, quán thân khi động khi dừng, quán tâm niệm trước việc, trước nghề việc, niệm trước việc, niệm sao sanh. Đấy, mấy cái này nó hay vô cùng. Quán ngay cái bản thân này, niệm trước thì việc, mà niệm sao sanh, mà niệm sao sanh thì lại niệm cái đó là việc đó nha. Do đó cho nên trong cái thân thể của chúng ta nó đâu có cái gì mà chắc chắn gì đâu. Nó mong manh vô cùng. Mà thấy được cái sự mong manh tạm bợ của nó rồi, mình mới hóa giải những cái tham dục, những cái là cạnh tranh, những cái là chấp mắt, những cái phiền não của mình đó. Từ đó mà mình mới có sự an lạc rồi. Quán tâm niệm trước việc thì niệm sao sanh, tất cả những cái chuyển động biến việc tôi thấy không hai không khác. Thực ra bên ngoài cũng vậy mà, niệm từng niệm trải qua sự vô thường biến chuyển, sanh diệt diệt sanh, không có cái nào tồn tại hết. Tôi nhận thức rằng rõ ràng là tánh của các cái thứ động, đến thì không chỗ từ, đi không chỗ tới. Cái tánh của các cái thứ động đó, cái thứ mà di chuyển và thứ biến diệt, cái thứ vô thường đó, nó không có đến không chỗ từ, đi không chỗ tới, nghĩa là không có đầu mối và cũng có cuối cùng, không ai biết nó ở đâu. Cũng như cái đợt gió bão đó mà, đến là khi nó đến là đâu có chỗ từ, không thể nói nó từ đâu được hết. Và nó đi tới đâu nó ngừng cũng không ai biết. Tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, nhưng mà hình thành. Đây tôi biên cái chữ lớn nè, em cái chữ to đó, do cái gió vọng duyên ấy mà nó hình thành. Mà sinh hoạt với nhau trong cái tính bản giác diệu minh, chân tâm minh diệu. Tất cả sự biến diệt vô thường, sanh diệt diệt sanh đó, nó hoạt động, nó sinh hoạt ở trong cái tính bản giác diệu minh, chân tâm minh diệu của mình đấy. Giống như là hàng vạn mũi mầm ở trong một cái đồ đựng, kêu vo vo rầm rĩ, ào ào nối rít với nhau. Theo giáo lý đạo Phật là cái chân tâm minh diệu của mình là nó trùm khắp mười phương pháp giới. Đó là nói về bản thể, là bản thể chân như là nó trùm khắp mười phương pháp giới. Còn nó duyên khởi ra cái gió vọng duyên này, nó hình thành ra cái thân tứ đại ngũ uẩn này đó, thì là nó sinh hoạt ở trong cái tính bản chất diệu minh của mình, giống như là những con mũi con mồng mà bắt mà đựng nó trong những cái chai đó. Như mũi người bắt đựng trong cái chai ha, rồi nó bay tới bay lui, bay lên bay xuống, rồi kêu o o vo ve trong cái chai đó, nó là cái hiện tượng nó duyên sanh ở trong cái thể tánh tịnh minh
cái bản giác mình dịu vốn có của mình. Cho nên là đại chúng nhớ rằng là cái chữ tâm mà Phật giáo nói, cái chữ tâm nó nhất thiết duy tâm tạo đó là chỉ cho cái tánh bản giác dịu bình thường của mình nó trùm khắp vậy đó. Tam thế nhất thiết Phật ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Tâm là cái tánh bản giác diệu minh trùm khắp cả mười phương. Cho nên tất cả dạng pháp nó duyên khởi nó hình thành ở trong cái bản giác diệu minh của mình. Cho nên nhất thiết duy tâm tạo là cái đó, cái tâm đó, cái tâm như là tàn, tâm a la gia, nó trùm khắp cả không gian thời gian. Cái đừng hiểu cái chữ nhất thiết duy tâm tạo là bằng cái thấy nghe ngửi nếm xúc giác của mình nó làm không được đó. Cái đó tôi nói nhiều lần rồi đó, cái đó là sai đó. Cái mà nó sinh ra cái thấy nghe ngửi nếm xúc giác của mình đó là chẳng khác nào là cái hư không mười phương mà nó chung vào trong cái ly thì gọi là hư không ở trong cái ly. À, nó chung vào ở trong cái một cái nóc bình này thì nó thành hư không trong cái nóc bình này. À, rồi dỡ cái nắp bình này ra à, thì hư không nó chung vào trong cái bình này thì gọi là hư không trong cái bình này. Thật sự mà nói thì hư không trong bình, hư không trong cái nắp ca này, hư không trong cái ly không khác. Nhưng mà bảo rằng hư không trong cái ly, hư không trong cái tách này, hư không trong cái bình này là hư không người thương là không đúng. Gọi là bất tích mà bất ly, không đúng. Không đúng là như không mười phương nó trùm khắp cả mười phương pháp giới, cái nó đâu phải phỉnh này đo bao nhiêu là phân khối này. Vì vậy cho nên cái chữ mà duy tâm của đạo Phật là phải hiểu là duy cái tâm mà bao trùm khắp cả mười phương đó, cái đó nó mới tạo ra sơn hà đại địa thảo mộc côn trùng hữu tình vô tình tất cả đều là duy cái tâm đó. Thành ra là tôi quán xét tư duy như vậy, không bao lâu tôi được vô sanh pháp nhẫn làm vị pháp dương tử. Ông Bồ Tát nào mà muốn đi lên cái tiến trình mà thành Phật là cũng đều phải đi ngang qua cái chỗ mà ngộ vô sanh pháp nhẫn. Không có ngộ vô sanh pháp nhẫn là không có ngộ được chân lý đâu. Cho nên là cái bài Hoa Khai Kiến Phật ngộ vô sanh nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung bất thối cổ phẩm liên hoa di phụ mẫu nguyện sanh vào trong cái cảnh tịnh độ chính phẩm sen vàng là cha mẹ. Thì cái tôn tịnh độ thì nói rằng là chính phẩm sen của tôi thì tôi nói năm bậc thôi, năm bậc sen thay vì nó cửu phẩm liên hoa tức là chính phẩm sen hoa sen chính bậc là cha mẹ. Hoa sen chứa phần ngộ vô sanh, khi mà hoa sen mà nở là bắt buộc cái người đó phải ngộ vô sanh thì hoa sen mới nở. À, cái người đó phải ngộ vô sanh thì hoa sen mới nở. Hay là muốn qua sen nó nở là người đâu phải ngộ vô sanh, ngộ vô sanh pháp nhẫn nè. Lúc bây giờ nó bất thối Bồ Tát như bạn lữ, cái người mà tỏ ngộ được vạn pháp là vô sanh thì cái người đó mới là làm bạn với Bồ Tát mà không còn bị lưu tục nữa. Thành ra là cái vô sanh pháp nhẫn là Bồ Tát nào cũng phải trải ngang đó, phải tỏ ngộ được vạn pháp sanh không thật sanh và diệt không thật diệt. Hướng như vậy mới được. Tư duy tu tập như vậy thì nó có thể tiến lên thành Phật được. Nhưng mà phàm phu thì thấy cái hoa về bây giờ là Phật chứ gì. Phật sanh nè, về cái hoa này nó diệt là cho là Phật diệt là buồn lắm. Hướng vậy không được. Cũng như con người về đây lúc về đây gọi là đang Phật sanh, chết đi gọi là Phật diệt đó mà. Không phải đâu.
không có thật gì. Hiểu như vậy thì không có gì sợ. Cho nên tôi thành thật tôi nói với đại chúng là chỉ sợ có cái là cái sợ chết là đáng sợ. Chết không phải là điều đáng sợ, mà sợ chết mới là cái đáng sợ. Rồi trước khi chết mà cái bệnh, mà nếu cái bệnh mà nó quá cực khổ, nó quá dễ dãi, hôi tâm nó hành hạ, nó nhức nhối đau đớn lâu ngày mà nó không chết, cái đó là cái điều mà tôi cho rằng là cái đó là bản thân tôi vẫn lo sợ về cái đó. Còn như cái chết thì chuyện lúc nào cũng được. Vì vậy mà tôi nhắc với đại chúng là mình cố gắng mình cởi mở tâm hồn, tạo những cái nghiệp thiện mà tránh những cái nghiệp bất thiện. Mà trong đó cái động cơ của cởi mở về cái tư duy á, về cái nghĩ ngợi á, là tránh đây nè. Phải cởi mở được cái ý nghiệp nghĩ lầm về là nghĩ những điều thiện mà tránh nghĩ những điều ác. Cởi mở cái gốc của nó là cái ý căn, ý thức của mình. Mà cởi mở được cái ý thức của mình á, nghĩ được những điều lành nhiều mà nghĩ điều ác ít ra, thì là cái hành động nói cũng như là cái biểu hiện ra cái thân để mà làm những gì ác, nói gì ác nó sẽ nhẹ đi. Nó nhẹ đi thì là hiện đời mình có đời sống mình nhẹ nhàng an lạc. Mà tôi cho rằng cái đó, cái ngày mà mình chết đi nữa nó cũng nhẹ nhàng an lạc được. Còn nếu mà cái ý nghĩ mình mà rắc rối, mình nặng nề, thường toái, lỗi phải, hơn thua, khó khăn, thì tôi rất là ngại trong cái khi mà chết rồi, là nó đau dài dài, nó kéo dài dài, nó bệnh dài dài, nó khổ dài dài, cái đó là nán thật đó. Cho nên là nếu có cầu chăng là cầu thì sanh thuận tử an. Mà muốn cầu như vậy thì tất nhiên là cải tạo cái nguyên nhân của nó là cải tạo về cái ý nghiệp của mình. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp phải cải tạo, cái ý là chánh. Nghĩ lành, nói lành và làm lành. Thì cái ngày chết, tin rằng là nó sẽ cởi mở, nó nhẹ nhàng, nó mau mắn đó. Cho nên là khi mà Phật tử mà trong thân nhân mà có người mất rồi tôi hỏi thăm đó, người nào mà bệnh hoạn trong vòng 2-3 ngày mà mất là tôi rất là vui mừng. Trong một ngày mà mất thì càng mừng hơn, 2-3 ngày mất thì là cũng còn vui mừng, 10 ngày mất cũng còn tốt ha. Nhưng mà nếu nó lâu từ 2-3 tháng trở lên đó là sắp xa như vậy rồi, nghĩ tới thân phận mình cũng vậy, phải làm thế nào mà mình tu tập bồi dưỡng cho nó cởi mở, để cái ngày mà mình bỏ cái thân này á nó không khó khăn. Thành ra thì tôi được vô xem pháp nhẫn, tôi làm vị pháp vân tử. Nay Phật hỏi Vương Thông xin cho rằng, do tôi quán cái tánh của thông đại, đi không chỗ từ, đến không chỗ tới, mà tỏ ngộ cái tâm bồ đề đối với tôi, thì là quán thông đại là đệ nhất, là cái nguyên nhân mà để cho tôi được Vương Thông chứng đạo quả. Nghĩa là quán cái thông đại đó nó không có gốc, nó là do vọng duyên, do vọng duyên mà nó hình thành. Thành ra khi mà nó bắt đầu nó làm một cái cơn bão đó cũng có gốc. Ví dụ như ở Việt Nam mình thường là bão nó từ phía nước Trung qua, vậy chứ còn từ phía nước Trung là từ đâu mà nó có ở phía nước Trung, nói không có được, đều là do cái vọng duyên của thời tiết, của khí hậu, nó tập hợp lại, không biết là do cái gì và do đâu. Cái thứ 122 là do không đại mà được viên thông. Ngài hay không bạn Bồ Tát đứng dậy cung kính cấp tay bạch Phật đàn, tôi nhớ lại tôi cùng Như Lai đành chứng được vô viên thông. Hồi thời Phật định quang, lúc đó tay tôi cầm bốn đại bảo châu chiếu sáng cõi Phật mười phương, như số như trần đều hóa thành hư không. Bây
giờ tâm tôi sáng suốt, thành ra cái trí đại viên cảnh. Cái đại viên cảnh là cái này đó, thì theo cái đức học là phải chuyển cái địa bát lại gia thức, nó thành ra cái trí đại viên cảnh. Đại viên cảnh là cái tấm gương lớn tròn mà sáng, phía nào hình ảnh cũng có thể chiếu in vào trong đó được. Cái tấm gương của mình là hoặc là vuông hoặc là tròn, nhưng mà nó có một mặt. Còn cái từ mà đại viên cảnh đây đó, là cái túi này nó thành ra tròn, mà nó tròn hoàn toàn là tròn như hòn bi vậy đó. Thành ra nếu mà ta đứng phía nào thì cũng có hình ảnh chiếu được, để nó lên cái túi đại viên cảnh đó nó toàn vậy, không có một cái thứ nào mà nó không soi rọi, nó không có quán chiếu tới được. Và ra khi mà tu hành ra cái thức học thì là mắt tai mũi lưỡi thân năm cái thức trước đó, khi mà chuyển nó trở thành thanh tịnh, người ta gọi nó là cái bằng thành sở tác, cái thứ thành sở tác. Còn cái ý thức thứ sáu đó, mà chuyển nó thành ra gọi là dự quán sát, gọi là cái thứ dự quán sát, tức là quán sát sự vật hiện tượng một cách vô diệu, một cách chính xác, không hề sai nữa. Còn cái đệ thất mạt na thức á, chuyển đó, cái thức mà cái công dụng chất ngã của con người đó, đam mê chất mất của con người dữ dằn nhất, chuyển nó thành ra gọi là bình đẳng tấm. Trong khi là cái nguyên của nó là chất mất vô cùng, nhưng mà khi mà chuyển nó thành thánh thiện rồi thì nó lại là thành bình đẳng. Cái trí bình đẳng chẳng hạn như là Đức Phật Thích Ca, mà khi mà chuyển được cái mặt na thức, chuyển cái quan niệm chấp ngã của mình á, thậm chí là thành cái trí bình đẳng. Vì vậy mà quán sát nhìn tất cả chúng sanh trong mười phương, không có bao giờ thương người nào mà ghét người nào, không có phân biệt nào gia chủng tộc, là do chuyển cái đệ thất mặt na nó thành ra cái trí gọi là bình đẳng tánh. Còn chuyển cái lại ra cái đại bát thức là thành ra cái diệu lớn, thành ra cái đại viên cảnh trí. Do vậy mà tất cả những cái hiện tượng thời gian trong cái vũ trụ bao la này, không có cái nào mà Đức Phật không nói được, không biết được và không thấy được. Y như kinh viên cái hòn cái kính mà nó tròn sáng này thì nó chiếu khắp cả mười phương, cái gì nó cũng soi rọi trong đó được hết. Thành Đức Phật chúng ta thì không có cái gì là nó không đúng, không có cái gì mà không biết, gọi là hệ thống triệt chân lý. Mà nhân đây tôi nhắc lại đại chúng về cái chữ mà tỏ ngộ chân lý. Nếu vừa nói cái vô cùng vô cực thì cái ý thức của mình bây giờ mình khó mà phân biệt nha. Còn tôi nói một cái đơn giản này là các vị nghe, ở trên đời này nó có những cái vô cùng kỳ cục mà người ta vẫn tin được, người ta vẫn tôn thờ được, thì rõ ràng là không tỏ ngộ chân lý. Tôi nói ví dụ về mặt đạo giáo vậy, có nhiều đạo giáo nó tin những cái kỳ cục vô cùng, với cái trình độ mà văn minh cỡ Việt Nam mình thôi, chứ mình chưa nói tới ở đâu nữa ha. Ở Việt Nam mình đây nè, mình nói cái hiện tại đây nè, mình không thể tin những cái tầm thường cỡ vậy được. Nhưng mà có những đạo giáo, có những cái tổ chức thì tập tin vậy được. Bữa hổm có một ông cư sĩ ở ngoài Vũng Tàu, ông này thường nghe măng của tôi, ông chịu lắm, nghe măng Bát Nhã, nghe măng Thủ Lăng Nghiêm, nghe tất cả cái măng của tôi. Thì bản chất của cái ông cư sĩ này là rất không bằng lòng những cái hiện tượng mê tín nào. Cho nên bữa nọ ông vô ông thăm tôi để nói lên cái nỗi lòng sung sướng trong tâm đắc của mình, để tôi biết chỗ tôi mà. Thì ông cho tôi mượn mấy cuộn băng, gọi là băng tài liệu
kỳ quan thế giới của Trung Quốc và của các nước, trong đó có cái văn mà tập quán mê tín của cái người Nhật Bản. Tôi không biết là các vị có coi được chưa, tôi tin là các vị cũng có nhiều người coi. Tôi cho ở đây họ tôn sùng nam mà họ khinh nữ mà, cái tư tưởng đó. Cho nên là hàng hàng lớp lớp mà họ làm cái dương vật của người nam á là ẩm đen trên tay nè, mà đưa từng hàng vậy là có người lại mà rờ được cái đó là mừng vô cùng. Để cái đó trên nhau rồi cả bao nhiêu chục người vậy là chuyên cái đó mà đi cùng thầm thó để mình làm cái lễ. Thế là cái chuyện vậy mà người ta tin được. Thế thì là cái chữ ngộ chân lý. Tôi nghĩ ra là tôi nhìn cái đó rồi tôi nói là biết mặt cái cao là gọi là ngộ chân lý, là cái đó là một. Cái người như vậy mà tin được, quý báu được, mà làm một cái lễ hàng hàng lớp lớp người ta chứ không phải là một số đâu nhé. Cái tập tục như thế. À cái nhân vật cái 500 ở Việt Nam hay là ẩm đi hay là tạo nó là nó dài nó lớn là ẩm đi trên đường phố. Cái thứ kỳ cục như vậy mà tin là tin không. Thế thì là Đức Phật chúng ta biết là cái đồ này là cái đồ tầm mậy rồi là không bao giờ ổng tin được. Thế là tôi cho đó là một cái hình thức ngộ chân lý trong một cái tịnh nhỏ. Cỡ như tôi thì mà đang mà bảo tin đó là không bao giờ tôi tin được rồi. Thế thì là chúng ta có ngộ chân lý đây nha. Rồi còn tôi nói ví dụ như là cái chuyện chết. Anh trong cái trời gian nó lấy là chuyện chết rồi. Nghe cái chết này là họ gọi là phương pháp. Họ được cái núi cao lên cái là mấy trăm trước đây là một cỡ đây mà treo cái quan tài. Nội cái bực núi mà treo cái quan tài trên đó. Để cho con cháu được xem càng cao là con cháu làm ăn càng khác. Ôi mà rất muốn cái đất thỉnh vậy mày á, mà đục cho được mấy cái lỗ mà cầm cây vô treo cái quan tài trên đó. Đây hy vọng cho con cháu mình nó làm ăn khá giả. Cái tập tục như thế mà tin được thì Đức Phật Thích Ca là sao mà cái trí tuệ của Ngài này tin được. Thế thì là cái hình thức như vậy cũng gọi là ngộ, tỏ ngộ chân lý đó. Nghĩa là những cái ngẫm nghĩ, những cái mà không thực tế, không có chân lý gì cả thì Ngài tỏ ngộ hết. Gọi là ngộ chân lý. Chứ đâu phải là chân lý là cái gì đó lúc đó. Từ cái nhỏ như vậy cho tới cái lớn. Chẳng hạn như vấn đề đây là sanh già bệnh chết là chân lý. Thế thì đối với ta là sanh không có gì quan trọng và chẳng có gì đáng sợ. Bệnh là uống thuốc không hết là chết, mà chết đối với ta cho là không có cái gì hết. Do đó cho nên là rất bình thản tự nhiên, đó là giác ngộ chân lý là vậy đó. À cho nên là những cái lạc vật, những cái có dễ mê tính dị đoan quan đường thành quả, những cái tôn giáo, những cái tín ngưỡng mà nghĩa là hoàn toàn thấy không có lợi gì hết mà người ta vẫn tin được. Người ta vẫn rủ nhau chết một lần 50-70 người tập thể đó. Mà Đức Phật cho là cái người mà biết cái điều đó là không có đem lại cái sự an lạc gì cho trên cõi đời và cho bản thân mình. Thế được gọi là ngộ chân lý là vậy đó nha. Từ nó từng phần trên cái vũ trụ này nhiều cái nó sai lầm một cách vô cùng tệ hại mà người ta không ngộ được. Thành ra Đức Phật chúng ta là chứng ngộ trong lý tu nghiệm, như là từng món một. Cỡ như hàng Phật tử chúng ta mà học được có trí tuệ một chút là có những cái không có tin được. Đó là chúng ta có giác ngộ trong lý. Thế bây giờ tâm tôi sáng suốt thành đại viên cảnh trí, tôi quán xét khắp hồi trần nguyên xét cùng một cùng tọa hư không nhập vào thân tôi. Thân tôi và hư không không ngăn ngại gì nhau. Do vậy mà tôi sẽ vận dụng hài hòa vào cõi nước như như trần, làm thật sự được thuận lợi lớn lao. Thích thần to lớn đó, tôi quán xét tứ đại không có chỗ sở y. Do vọng tưởng mà thấy có diệt có sanh. Còn hư không thì không có hai, cõi Phật vốn đồng. Do tôi phát minh được cái tánh đồng mà chứng được vô sanh pháp nhẫn. Đấy. Cõi Phật không có hai, đó là pháp giới bất nhị.
Cái này đại chúng để ý cái chữ đó là hay lớn đó nha. Nhưng bằng tuệ nhãn cái Bồ Tát, nhưng bằng Phật nhãn cái Phật đó là pháp giới là bất nhị. Đừng có tưởng tượng rằng là cõi này nó có ranh giới tới đây rồi cõi kia ranh giới tới chỗ nọ, không phải đâu. Pháp giới là bất nhị, cũng gọi là pháp giới nhất chân. Do vậy cho nên là hễ từ từ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, phương tịnh từ tâm. À, muốn có cõi Phật thanh tịnh thì trước hết phải tịnh cái tâm mình. Cái tâm của mình mà thanh tịnh thì mình ở đâu là chỗ đó là cõi Phật thanh tịnh đó. Chứ đừng có đòi sanh sang về cảnh giới Cực Lạc ở Tây Phương hay là cảnh giới Đông Phương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Phải bay cao, phải chạy xa qua bên đó mới có cảnh Phật, không phải vậy. Học vậy là học giáo lý cạn cợt đó, học giáo lý bất lưỡng nghĩa đó. Còn cái giáo lý lưỡng nghĩa đây nè, mười phương pháp giới đều là không có ranh giới, gọi là nhất chân pháp giới, gọi là pháp giới bất nhị. Như ông này tôi nào ngộ đây nè. Do vậy mà Kinh Pháp Bảo Đàng Lục Tổ Huệ Năng nói là các vị mà muốn dời cõi Cực Lạc về thì tôi dời cho, là cái ý đó đó. À, quốc dân Cực Lạc vịt quan chân cảnh cá trung huyền. Cho nên cái ông tổ nào mà đặt cái câu đối đó là rất là hay. Cái nước của Phật A Di Đà tên là Cực Lạc ha, gọi là tên là Thường Tịch Quang, cũng gọi là cảnh Cực Lạc ha. Nó ở đâu các vị biết không? Đây, nó ở, nó màu nhiệm lắm, nó ở trước mắt cho các vị. Bất cứ là chỗ nào. Mà khi nào mà tâm hồn các vị mà nghe tiếng chiên kêu nó thành ra tiếng nhạc, nghe cái tiếng mà gió thổi róc rách trên lá cây mà nó thành ra cái tiếng pháp ngũ căn ngũ lực thất bộ đề thành, các vị thường tư như những cái quán hết tư như cảnh vô thường khổ vô ngã bất tịnh, trước những cái âm thanh mà cái nước chảy là cái chim kêu là của là lá qua rơi là lá rụng nè, mà các vị ngồi mà tư như như vậy thì lúc đó là cái cảnh Cực Lạc nó ở đó đó. Cái bằng bạch quan trên cảnh cá trung huyền đó nó huyền diệu lắm, nó ở trước mắt của các vị đó. Còn Phật Hiện Di Đà phải không? Phật Hiện Di Đà pháp giới tàn thân tùy xuất hiện đó. Khi nào cái tâm của các vị mà thanh tịnh mà hoàn toàn không có phiền não vô minh đó, là nó xét xuống đó, nhận thức cho biết rõ ràng đó, là tâm của các vị là A-di-đà, nhập vô đó rồi đó, len lỏi vào trong đó rồi đó. Cho mình từ xứng hiện, nó giống như là các vị có một cách nước trong về thì mặt trăng trên trời hiện, vậy thôi. Còn mà nếu mà các vị mà không có nước trong thì là các vị có gian trái ông trăng như trăng cũng không có hiện. Mà miễn là các vị có cái cấp nhất mà thật đứng lạnh và tông rồi thì một cấp là một trăm hiện, mà một ngàn cấp một ngàn trăm hiện, một tỷ cấp là một tỷ mặt trăng hiện. Phật Di Đà cũng vậy, khi tâm các vị tâm bệnh là tâm các vị là Di Đà đó, tôi gọi là tự tánh Di Đà, gọi là duy tâm tịnh độ đó. Cái đạo lý đó mới là đạo lý thật sự lý nghĩa đó. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói là tôi có thể dời cảnh giới Cực Lạc về đây cho các vị đó. Là vậy đó, lại tâm các vị tịnh là cảnh giới Cực Lạc ở chỗ các vị ở. Hình kinh điển của Phật này không có khó, nghĩa là nó thâm sâu, nó làm cho người ta không phải là khó hiểu. Còn cái chuyện mà tu mà nó giải thoát an lạc cỡ nào là tùy mình thôi. Nhưng rất tiếc là cái số đông là không có được học kinh, cho nên là hiểu đạo Phật sai dữ lắm. Mà chính cái truyền bá đạo Phật sai, cho nên là khi mà năm 75 mà chủ nghĩa cộng sản mà truyền bá vào Việt Nam là những người có đạo đều là run rẩy khiếp đảm sợ sệt. Chứ còn nói thật tỏ như tu vậy là không hề có một cái chấp nào tôi sợ sệt đó nha. À, bởi vì cái đạo Phật của tôi là không thể chê bậy bạ được. Anh muốn chê mới chê trúng đạo Phật của tôi ra, còn anh cứ dựa vào cái kinh điển bậy bạ đó anh đem chê mới đạo Phật tôi vậy, tôi đâu có chịu. Cái nào không biết là hỏi tôi. À, tôi nói thẳng là cái nào không biết hỏi tôi là chê bậy không được à. Chê bậy tôi không chịu à. Còn nếu mấy anh nào mà muốn cần là quỷ hoại đức Phật cái đạo cái tôn giáo không, mấy anh bưng Phật vô tôi chẳng thèm nói, bưng mấy tôn Phật vô tôi chẳng thèm nói, bởi vì cái đồ đó là dục, mà mai mốt có tiền tôi mua cái khác thôi. Nhưng mà nói giáo lý của đạo Phật tôi mà nó chật mà chê là tôi không chịu, coi như thao vu à, tôi không chịu à, không biết hỏi tôi.
hỏi ngày nay tôi nói không rồi mai nói nữa, mà nói bậy không chịu. Cho nên tôi không hề có sợ, mà chính vì tôi không có sợ cho nên ta nói tôi là quốc dân. Người ta thấy ai cũng sợ cũng giả hết, mà tôi không sợ là nghĩa sao? Người ta nói tôi quốc dân mà chẳng phải có quốc dân gì đâu. Tưởng mà thấy có việc có sanh, hư không không hai đó, cái từ hư không không hai này đó là pháp giới bất nhị, là gì có cái hai. Những cái chữ đó nó mất ghê lớn đó nha. Do vọng tưởng mà thấy có việc có sanh, cái từ thật là không thật sanh và không thật, không thật việc. Nếu mà nhìn bằng tuệ nhãn, nhưng mà bằng nhãn là dạng pháp không thật sanh cũng như không thật việc. Cho nên mảnh giáo tiền thư mà cái bài thơ nó mạc dị xuân tàn qua lạc tận đình tiền tạc giải nhất chi mơ là cái ý này. Đừng tưởng mùa xuân đi rồi là qua rụng hết, không. Qua mai chỗ của mùa xuân nó rụng khi mùa xuân đi, đó là hiện tượng của qua mai. Còn cái cây mai là sức sanh còn kia kìa, thì qua mai sẽ nở trở lại, và bao nhiêu trăm năm khi cây mai nó còn là vẫn cứ nở rồi rụng, rụng rồi nở thôi, chứ không phải là mùa xuân đi rồi tâm qua hết đâu. Tạc dạo nguyệt minh xuân dạo nguyệt, mà tân niên qua pháp tự qua niên. À, tân của tháng này, tân của rằm này là tân của những tháng trước, qua nở của mùa xuân này là qua của những mùa xuân trước đó. À, ta nhìn sâu về cái triết lý của cuộc đời là ta thấy như vậy đó chứ. Những cái sinh cái diệt, qua nở qua rụng là hiện tượng của qua, còn cây cối ha, còn nó là bản thể còn, mà bản thể còn thì duyên khởi ra hiện tượng trở lại thôi. Cho nên là do vọng tưởng mà thấy có diệt có sinh, thứ không không hai, cõi Phật vốn đồng. À, cõi Phật vốn đồng, cõi Phật vốn đồng. Cho nên là có câu rằng Phật Phật đạo đồng, quyền chiếm vũ thừa Phật chi nhất tánh, quang quang vô tận thủ cùng tam giới hoành biến thập phương. Các đức Phật, đạo lý của chư Phật đều đồng, đồng nhau, chỉ có nhất thừa thôi. Nhưng mà quyền, quyền có nghĩa là phương tiện, là nói là con có ngũ thừa, có nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại thừa. Chư Phật là cuối cùng rồi là quy về có Phật thừa. Người nào tu hành đều thành Phật hết, chứ không có thừa nào khác. Nhưng mà chẳng qua là người ta chưa có thể tu Phật thừa được, thì phải nói người ta có nhân thừa, có thiên thừa, để mà dẫn dụ những người ta đi chậm, mình phải dừng bước lại để chờ người ta, vậy thôi. Do vậy mà tôi nói rằng là thay vì là cái tôn tịnh độ gọi là cửu phẩm sen vàng là cha mẹ đó, là tôi nói theo cái tư tưởng đại thừa pháp hoa là tôi đưa có năm cỡ sen thôi, năm cỡ sen để tôi biểu cho nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa, tức là đại thừa, là năm cỡ sen gọi là dự pháp liên hoa kinh. Cái kinh đó nói về năm thừa, mà nói là tất cả đều là sen hết, mọi người đều có thể thành Phật hết, chẳng qua là Phật 80-90%, Phật 60-70%, Phật 50%, Phật 40%, Phật 10%, Phật 5%. Do tôi bất minh được cái tánh đồng mà chứng được vô sanh pháp nhẫn, nay Phật hỏi duyên nhân nào mà được duyên thông. Tôi xin thưa rằng do tôi quán chiếu hư không vô biên mà thể nhập tam ma đề, đó là phương pháp phương tiện ưu việt nhất. À, bữa sau là còn do thức đại, do kiến đại. Thôi dần dần ở đây hết giờ rồi ha. Thank you.
chúng sanh ngỡ đen vàng vàng đỏ đây là phần câu tiếp thêm. Không đáng hỡi, chân tâm của chúng ta là thanh tịnh, là chân thật, là giải thoát rồi đó. Giác ngộ đó là cái bản thể bất mất biến. Nhưng mà do một hoàn cảnh vô minh nào đó, bất khởi lên tham sân si, tà sắc danh thực thường lâm lâm, nó lôi xuống. Nó làm cho cái thở nó biến chưa phải tở thành ra từ dương, người từ nó cái dương nghiệp đó mà không ra làm người nam, làm người nữ, làm người cao, làm người thấp, làm người da đen, làm người da màu, vân vân. Thì chính rồi cái bản thể nó biến mà từ theo cái nghiệp duyên của mình mà nó sinh ra những cái chủng tộc khác nhau, màu da khác nhau và đời sống không từ cảm giác khác nhau, đó là cái dụng từ tự nhiên. Nhưng mà tin được bản thể chung và bản thể đó là sư thế thật, là như la viên giác giữa tâm, là thật tánh thân tịnh của mình, là tự tánh như như đàn tất cả chúng sanh nào cũng y như nhau, cũng có đủ như nhau, đó là gọi là bản thể bất biến chung cùng giữa tất cả chúng sanh. Nhưng mà vì vô minh khác nhau, tại vì khác nhau cho nên đó thành ra giống da màu, giống da đen, giống da trắng, giống da đỏ. Người châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, thậm chí ở nước Việt Nam này mà cả hàng năm chục, hơn năm chục thứ dân, hơn năm chục thứ tiếng. Thì đó là cái dựng tự nhiên của một bản thể chung chung, và Phật tánh cuối cùng là bất biến. Đời, do đó cho nên á, khi mà lúc tổ gọi năng mà đến cầu pháp với bồ đề đặt, à, với nữ tổ gần nắng, thì lúc tổ gọi năng vừa năng vừa đến hỏi cho ông muốn cầu cái gì. Ông đến đâu, ông có cầu gì? Ông là người ở đâu? Nói vậy, tôi là người ở phương Nam. Đến đâu, đến nào để cầu được bữa quà, xin tội làm thật. Ông còn nhắn nói, người ở phương Nam là nó sự vừa nói rỡ, làm vườn mà tôi làm thật được. Lúc đó là ông nói, người tôi có Nam Bắc, nhưng mà Phật tánh nó thì không lượng đất nam. Như tự đây mang áo cho như thế, thì lúc bây giờ nữa đây là mạnh hơn được rồi. Thôi, ông cứ giả dạo đi. Ông giả, ông cứ giả dạo được, cứ cho giả dạo thời gian, ông xuống thầm, giả được cái phần tới. Ba cái có nghĩa là mất ý bảo rằng là con ba ông đến tôi, đến thầm tôi, đến lưu tôi. Nói là ông truyền đạo cho. Truyền đạo cho rằng là anh này là có khả năng chứng chánh đạo, thì anh đã đặt đạo rồi. Nói một câu là có biết người đặt đạo. Như biết vậy đó. Mà khi mà mới lại lặng rằng là tiền, anh là người đâu đánh, nó tiền người từ phương Nam. Anh nói người phương Nam là tôi phương Nam như nãy rõ, mà tôi cầu thân thánh, anh cầu sao được. Nói vậy đấy. Thường sư tổ sư thì nói kiểu đó đó. Anh người phương Nam đến đây làm gì, nói giờ tôi đến đây là cầu được làm thật, cầu được phương pháp để làm thật. Ông nói là người Vinh Nam là giới năng đi mẹ lại làm gì có thật tích. Mà còn không thật. Ông chưa trả lời một câu một. Người thì có Nam Bắc, Phật tính không lượng đất Nam. Tôi mới nói câu đó, bởi tôi nói là Ngọc Sinh phải ở lên đất nước này, cái cầu mặt trời. Trên hoàn cầu này, đối với là thật là bản thể là chung. Chung trình là bản thể là đất. Đất biến cái thật tính đó, cái chung trình thật, cái thật tính đó. Đất biến đối với mọi người, ai cũng là thật cả. Nhưng mà vì cái nghiệp duyên tạo nghiệp khác nhau, cái dục vật, cái dục vọng vô minh khác nhau, cho nên nó sinh ra kẻ Âu, người Á, kẻ da trắng, người da đen, kẻ cao, người thấp, kẻ là nam, người nữ, đàn ông. Đó là cái dụng tự nhiên mà bản thể thì bất bất biến. Thật thật là cái chỗ đó là lời giữ nghĩa tin là cái đó, giữ nghĩa tin là cái đó. Cho nên tôi xin thưa hạ chú tóc hầu tâm ngư, cũng như là thưa hạ chú tóc Phật tử, các vị quán mà học thật này mà tôi mà sửa, còn các thầy tâm ngư là đệ tử xuất gia Phật, thì là hướng dẫn cho các vị giáo pháp tu hành,
với các vị mà kế là lại các thầy lại tâm như tình người để mà nhờ các vị đó cứu hiện cho các vị cho mình được là giảng sanh, là để xuất nói là sau này mình thành thật lắm lắm đều không có hiệu quả. Đó đây nó cái đó là nó cái tôi rất gì vướng á, không phải dễ đâu. Bởi vì đệ tử cũng chịu lại thầy lắm, lại được thầy là vừa là mừng lắm. Có người lặn lội ở tất 50 cây số, 100 cây số mà tới lại được thầy là vừa mừng lắm. Lại rồi là dứt tóc cây, nó lại rồi là dứt ngân mừng vô cùng. Sau khi đó là tâm lưu tưởng lại á, thấy rằng đệ tử như vậy là cũng thường thần lắm, tốt đấy. Nhưng mà cái đó thành thật thưa các vị, không được cái gì hết. Người lão cũng không được, mà người giữ lại cũng không được cái gì. Mà thứ nhất là cũng để cho họ mà ngay mà lạ lạ sửa nó nguy lắm, nhưng các thầy xin lỗi rồi nghe. Làm ơn hả, đệ tử mà có lạ là đang ơ, đệ tử tha tha thấy, tha thứ cho tôi, đỡ cho tôi tha chữ bình an. Thôi con ơi, đỡ cái thầy hai chữ bình an. Lại giúp chất à, có khổ cái thầy dẫn nha. Bây giờ nói thiệt đấy. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là người ta đã hứa cái đạo lý của mình đâu. Ở đây nói vậy là thật đấy. Là vì tất cả mọi người là thật. Thì thật mọi người biết lại thật chưa để làm gì. Cần chuyện đó. Chẳng qua là các thầy là tăng ni là tư, xuất gia học thật chuẩn hơn. Còn tự tư là đệ tử tại gia tư, nghĩa là lo làm ăn nhiều thứ đó. Cho nên học không được nhiều. Thì bây giờ là tự tư có chút tiền của đem lại tướng với thầy. Đó là cái bằng là tướng tài thứ. Còn các thầy thì dạy tự tư lại là cái pháp thứ, thì pháp tư thành để về tự tư dịch tự thì lại khổ đó. Thế là về giới. Tự tư vô lại, tự tư lại chứ. Bây giờ là tài pháp nhị thứ đẳng vô xa được, đàn ba la mật tự tất hạnh mãn. Có là đế thứ tài, người thì đế thứ. Tôi nói là giờ là giống như trong cơm nào mà tám bệnh chứ. Thì bệnh nơi trong cơm mà bệnh chưa có tiền, cái chuyện gì nó lại nữa. Vấn đề nó như vậy thôi. Nhưng mà tôi nói vậy không phải là trời trời vậy, có người chúng ta khổ động á. Tôi nói trời vậy là vui hết đâu. Đau khổ về thơ tháo tôi nạt chết tôi lên hay chuyện dẫn thôi. Mấy chục năm rồi vậy không à. Nghĩa là có người thơ tháo vui lắm. Nó họ nói tôi là nhất vĩnh đề. Nhất vĩnh đề là giữ lại Phật pháp tăng bảo, không để cho Phật tử lại sư tăng nghi. Đó, rồi không biểu cúng dùng người, tôi biểu cúng chứ tôi đâu có biểu cúng. Cúng nhưng mà đó, tôi nói như vậy đó. Cho anh chàng hồi nãy mà cho, mà nghe cúng cho được, mà nghe, mà hiểu, mà hay, mà làm ra cúng người đâu. Mà tôi hỏi tôi còn nữa hết. Tôi thấy cái câu thơ lệ bắt nữa, cúng cho tôi sao đây. Nếu mà anh nghe, mà anh hiểu, mà anh thấy có lẽ khác giấc mẹ rồi, mà giống như là mẹ nhạc khá giả hơn. Thì nếu còn anh cho tôi thêm 13 nữa, tôi sao đây. Nhưng mà anh chưa nghe để thoát cho tôi không tin rằng là anh vừa thoát mà anh cho. Mà anh vừa cái lời nói của người khác khen, mà trong đó là má anh là con người khen chỉ thở chứ sao, nó cho anh nghe nghe. Nói chú biết thì chú lại, chú đòi chú chú năng thôi. Nó má tôi nói thầy giảm thôi. Đó, không lấy là không lấy. Đó là sự thật. Chứ sự vô tư nữa là cậu ông cánh nghe. Cúng. Nắng, cánh hắn lạnh. Mà cái người cúng cũng phải biết cúng. Người nhận cũng thanh mạnh cũng đúng cái vai trò trách nhiệm của mình. Cái đó là lương tâm của con người, chỗ đó lương tri, chỗ đó mà từ chỗ đó là căn bản của cái đạo đức. Tôi xin thưa nó thiệt như thế. Cho nên cái tài liệu này mà nếu mà đọc kỹ á, nó thấm từng câu từng chữ hơn. Nó có cái dụng từ duyên mà bất biến, nó có cái thể bất biến là vẫn từ duyên. Vì vậy nó để tâm ấy là dự pháp. Cái tâm chúng ta là dự pháp á. Mà lấy cái lương ra là lo xem để làm cái gì. Nhưng nó là cái thể thể biến này, nó không phải của riêng ai. Nó của riêng ai mà của tất cả số thanh tên. Cái dàn dữ này thật có mà tất cả chúng sanh đều có. Mà chúng sanh nào cũng có tâm, cũng có thật,
Một Phật nào cũng có chúng sanh, cũng có tâm. Một tâm nào cũng có chúng sanh, có Phật. Cái này là cái chỗ con người. Một Phật nào Phật có và chúng sanh cũng có. Một chúng sanh nào cũng có tâm, cũng có Phật. Thế là tất cả chúng ta là chúng sanh đó liền. Mà ai cũng có tâm, mà ai cũng có Phật, Phật tánh. Tất cả chúng sanh đã thành Phật chưa nè. Kinh Pháp Loan là nói như thế. Một Phật nào cũng có chúng chúng sanh. Phật nào cũng có chúng sanh đó nha. Chúng sanh là sao? Chúng sanh là cái tướng của chúng sanh. Cái tướng của một con người. Cái tướng của một con người. Mà con người đó là do ngũ uẩn hòa hợp mà. Mà không thì cái thân ứng thân cái Phật chúng ta tự là. Là do giả chứa nguyên như thân đối với chúng sanh. Cũng vẫn do ngũ uẩn tứ đại hòa hợp mà thành ra cái thân của Đức Phật chúng ta. Thế thì Phật nào cũng có chúng sanh. Đấy, nó đang học Phật không có chúng sanh. Cho nên tôi không thuê cái này mà. Cái này là mà tôi biết là nói ra là nguy hiểm, mà cũng nhiều người công chức rất lắm nè. Đừng bao giờ tưởng tượng rằng mình thấy được anh Phật đứng giữa hư hư không mà mình. Không phải đâu. Thật là những hiện hiện nó trong như không trong mây sao gọi là thật được. Cũng đừng bao giờ nghĩ trên bao thấy có hình tượng Phật đến rờ màu ở hữu gì đó mà mình cũng được. Bởi vì thật là không phải là cái loại mà mộng ảo bông vô. Thật không phải là cái thứ đó như bọt như đèo như mây như gió. Mà gọi là thật là phải có một thân chúng sanh cụ thể. Nhưng mà cái người đó là cái người giác ngộ được vạn pháp, giác ngộ được chân lý của vạn pháp. Cho nên ông Phật Thích Ca của chúng ta đó, mà nói rằng ngài tư là lắm nước bàn cái chuyện Phật nó không phải mất đâu. Thật là phương hình tạo, là vô thủy vô sinh. Các vị đọc cái thông kinh Pháp Hoa, cái thẩm Như Lai Thọ Lượng đó nè. Để nói là mình Như Lai, cái tử thọ của Như Lai, cái Như Lai Thật á, mất sân, mất diệt vô thủy vô, vô sinh. Cho nên nếu chúng ta mà không còn một cái tên chúng ta nữa là vẫn còn cái tên khác ở trên cái cõi đời nào đó, một thế giới nào đó để đi làm việc phục vụ chúng sanh thôi. Cho nên đừng bao giờ có cái ảo tưởng là mà thật là phải là phiêu phiêu tưởng tưởng ở giữa đám mây hồng ở trên mây không. Cũng đừng tưởng tượng rằng thật ở trên thiên đao mặc áo này áo nọ đẹp đẽ bông lo được rỡ tháo dược chúng sanh. Thật chúng sanh ở dưới đây cái đạo tượng chân thật của chúng sanh vẫn có nhau không thể thiếu, diện lấy nhau không tất vào, nói tất vào ra vật chân ta mà thứ mẫu thì thật không có thật. Chúng sanh không có chúng sanh, tâm không có tâm gì cả. Cũng như sinh nước, ba nước của một hình tam giác đều tạm mà. Ngày xưa con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kíp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chơi vơi qua bên kia. Bao la nơi thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông tiếng thầy tràn hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa trong vô biên không lời. Trở về nguồn tâm trong xa sẽ vượt thoát từ xanh này rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời.
bài ca tuy không tên nhưng thật bao la. Lặng yên nhưng bao sương muôn loài xa vắng. Tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Lặng yên nhưng bao sung